chào Đại Ngộ cùng quý vị trở lại với chương trình Y học cổ truyền với Đông Nguyên Sĩ Cảnh Thiên. Hôm nay thì chúng tôi đã có Đông Nguyên Sĩ Cảnh trở lại với làn sóng cùng chúng ta. Về trước hết thì chúng tôi xin mời quý vị cùng chào đón Đông Nguyên Sĩ đến với làn sóng. Chào Đông Nguyên Sĩ. Dạ vâng. Tôi Đông Nguyên Sĩ Cảnh Thiên trân trọng kính chào quý khán thính giả Đài VN 57.3. Vâng, chào Quốc Bình. Chào chú. Kính thưa quý vị, thì thưa chú, thì gần đây thì Quốc Bình có con mèo nó bị bệnh, cái mình đem nó vô trong bệnh viện thú y đó chú, thì nó cũng sốt lên đến 105 độ. Thì bác sĩ nói là rất là cao, mà người Việt Nam mình á, thì cứ nói là con nít á, mà nó bị sốt mà quá đó, thì nó hay bị giật kinh phong. Thì tiện đó thì cái chủ đề ngày hôm nay có lẽ là xảy ra cho trẻ em thì nhiều. Thì một cái danh từ khác mà có lẽ là quý vị cũng có nghe đến là cái bệnh động kinh, hoặc là chắc có lẽ là dân gian thì mình gọi là giật kinh phong, phải không thưa thầy? Dạ đúng. Chúng ta cũng đừng quên rằng, mình cứ nghĩ rằng những cái nước chậm tiến như nước Việt Nam chúng ta thì cái bệnh động kinh thường hay xảy ra, nhưng không. Chính Hoa Kỳ đây cái bệnh động kinh cũng thường xảy ra đối với trẻ em. Cho nên bệnh động kinh chúng ta thấy rằng nó phổ biến ở tại các nước văn minh cũng như là các nước chậm tiến. Vâng, như vậy thì một cái nhận thức là mình nên nhìn vào cái bệnh động kinh nó được định nghĩa ra làm sao ạ? Vâng, bệnh động kinh là một trạng thái bất thường mà có tính chất ngắn hạn hoặc là thoáng qua bởi các cơn co giật khiến nạn nhân mất hẳn sự kiểm soát vận động cơ thể. Nhiều người bị bệnh động kinh, theo thống kê thì vẫn sống bình thường, cũng không biểu lộ một sự tổn hại nào giữa hai chu kỳ động kinh. Bệnh xảy ra bất kỳ cái hạn tuổi nào, nhưng phần lớn ở trẻ em, như Quốc Bình vừa nói đó, từ 2 đến 9 tuổi và tuổi thiếu niên từ 10 cho đến 17 tuổi. Và theo thống kê, cứ 200 người thì có một người bị bệnh động kinh. Đó là những cái sự thống kê mà các nước văn minh đã đưa ra cho mình được biết để theo dõi. Như vậy là cũng là một cái tỷ lệ cao đó, đúng không? Vâng, thưa thầy. Và nếu mà nói như vậy thì cũng quá thật là trong cái tỷ lệ này, Đông Y Sĩ nói cũng xảy ra nhiều ở những em nhỏ. Thì nếu không, cái giới từ 2 tuổi đến 9 tuổi thì cũng là dưới 17 tuổi. Thì những cái triệu chứng nào mà quý vị có thể là nên mình có thể mình biết trước được, hoặc là mình nhìn nhận đó là cái mình cần phải quan tâm, hay là những cái triệu chứng nó là bình thường không cần quan tâm, thưa thầy? Dạ vâng. Những cái triệu chứng mà người bệnh nhân có thể cảm nhận được, cũng như là những người chung quanh, tức là những người trong gia đình có thể quan sát được những người đó. Đây là một số cái triệu chứng mà chúng ta thấy thường hay xảy ra. Thứ nhất là khi sắp lên cơn động kinh, thì một số người có cảm nhận sự báo trước như là cảm giác bồn chồn không yên, trong người rất là khó chịu, cơ tay chân có vẻ sượng, cơ mặt giật giật một cách nhẹ nhàng, rồi cơ miệng cứng, khó há ra hay là khó phát âm. Bệnh động kinh được phân ra thành hai nhóm, nhóm co giật toàn thân và nhóm co giật giới hạn. Như vậy thì co giật toàn thân làm sao mà co giật giới hạn làm sao? Mà thật ra thì của mình cứ nghĩ là cứ co giật là nó co giật thôi, chứ làm sao mà nó có chỗ là không co, chỗ thật ra thì nếu mà nói co giật chúng ta nhìn ra đó thì nó hoàn toàn nó phân ra nhiều nhóm thật. Thí dụ như là nhóm co giật toàn thân thì chúng ta thấy rằng cái sự co giật này nó gây mất ý thức, ảnh hưởng đến toàn khối cơ thể. Cái cơn co giật toàn thân là chia ra làm hai thể bệnh, thể co giật lớn và thể co giật nhỏ. Nói về cái thể co giật lớn thì dấu hiện tượng như người bệnh bất chợt ngã giật ra bất tỉnh, toàn thân cứng đờ và tiếp theo là các cơ gân giật liên hồi không thể nào hóa giải được. Lúc đầu có thể phát ra tiếng rên, tiếng la, hơi thở yếu, nhịp thở không đều, đồng thời mắt trợn ngược, sùi bọt mép, tiêu tiểu không tự chủ được, tinh thần chìm trong cơn mê muội lú lẫn, mất phương hướng. Sau khi bệnh lui, cơ bắp thư giãn, người bệnh dần dần tỉnh táo, nhưng cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, đau đầu và người bệnh không hề nhớ những điều gì đang xảy ra. Thì đó là cái co giật nghiêm trọng không thưa thầy? Đúng rồi, cái đó là co giật nghiêm trọng, tức là toàn thân đó. Là như vậy thì hình như là dân gian thì cứ nghe nói là khi mà bị các em mà bị co giật như vậy thì mình cho mấy em nó cắn cái cây gỗ hoặc gì đó, chứ không sợ nó cắn vô lưỡi không thưa thầy? Cái điều đó cũng có đúng một phần, nhưng mà về sau ta thấy rằng cái đó rất nguy hiểm. Bởi vì khi mà đưa một vật cứng vô để mà có thể làm há cái miệng của người bệnh ra, có thể làm gãy luôn cái xương hàm, mà có thể gãy răng bệnh nhân, thì đó rất là nguy hiểm. Thế nên chúng ta đừng bao giờ dùng cái vật thể ngắn như thế này. Như vậy có nghĩa là nó sẽ không cắn vô lưỡi nó thế này? Nhờ bằng nó không cắn vô lưỡi, nhưng mà nó cắn vô những vật cứng, nó có thể gãy răng và bể hàm luôn. Còn nguy hiểm hơn nguy hiểm nữa. Lắm. Như vậy thì còn cái loại mà nó nhẹ hơn thì nó sẽ ra sao ạ? Nó trường hợp thể co giật nó nhỏ hơn và nó nhẹ hơn thì người bệnh mất tri giác nhất thời, nhưng ít có cử động bất thường hoặc là dữ dội như là thể co giật lớn. Giữa lúc lên cơn,
thì người bệnh có dáng vẻ mơ màng, thờ ơ, một vài hành động vô thức như là tay mân mê khuy áo, chép môi, mấp máy môi, đờ đẫn, không thể trả lời khi có câu hỏi. Còn ngoài ra, thể co giật nhỏ có thể xảy ra nhiều lần trong ngày, làm ảnh hưởng đến nhịp hành của trẻ em. Chúng ta nhớ rằng đó là những cái cơn co giật lớn, co giật nhỏ. Ngoài ra, nó còn chia ra cái nhóm co giật giới hạn nữa. Thì có nghĩa là hai cái loại co giật ban đầu mà Đông Y Sĩ trình bày là trong cái nhóm gọi là co giật toàn thân đó. Đúng rồi. Còn bây giờ mà nếu mà nói co giật mà giới hạn thì có nghĩa là giới hạn ở cái vùng nào? Ở cái vùng nào, cục bộ nào đó thôi, chứ không co giật toàn thân như hồi nãy chúng ta vừa trình bày. Thì cái giới hạn của nó như thế nào? Là người bệnh vẫn giữ được nhận thức, biết rõ là bệnh đang diễn ra với mình. Cơ co bất thường, cảm giác cơ thể ngứa ngáy dữ dội, có khi có ảo giác gì mùi vị phản phất quanh mình, kéo dài 3 đến 5 phút rồi biến mất. Đây là thể bệnh nhẹ nhất trong các thể bệnh động kinh mà chúng ta gặp phải. Như vậy cái loại này cũng khó để nhận biết đó, Phong Long Sĩ. Tại vì nó cũng phản phất rồi nó cũng đi, cái mình cũng không để ý lắm luôn. Thành thử trong nhà cứ để ý sẽ thấy cái người nào mà cứ mơ mơ màng 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 có mắt liêm diêm mà cái tai cứ mơ mê như bắt chuồn chuồn đó, thì đó là trang trường hợp đang nhậm kinh của con em mình. Dạ thưa thầy, nhưng mà còn mấy em mà nó đang lớn đó thầy, thì nhiều khi nó cũng mơ mơ màng màng, nó đang tuổi đang yêu nó cũng hơi mơ màng. Vâng, cái đó là cái cử chỉ mà chúng ta thấy hoàn toàn khác biệt với động kinh. Dạ. Cái nhầm lẫn như đó cũng tội nghiệp cho những người đang yêu ha. Dạ thì kính thưa quý vị, thì cũng nói một số những cái triệu chứng như vậy, thì cũng hy vọng là quý vị cũng có một cái sự quan sát để mình có cái sự để ý hơn đối với những em trẻ hoặc những con cái của mình trong nhà. Và chúng tôi cũng chuyển qua một chút thì để mình hiểu thêm về cái bệnh động kinh này, thì cũng phải nói là nó tại sao lại bị, có phải là những cái cơn sốt mà quá như là mình cứ lo là sốt lên đến 104-105 độ thì nó tự nhiên sẽ bị động kinh hay không ạ? Cũng không nhất thiết, có nhiều người lên sốt 102-105 độ nhưng mà là không có bị động kinh. Thành thử chúng ta phải hiểu ra được một số nguyên nhân nó gây ra. Theo khoa học cho biết là do rối loạn chức năng của não bộ, cũng có thể do hậu quả từ sự chấn thương trên đầu lúc sinh ra. Thí dụ như mà khi sinh ra dùng máy hút á, thì cái đó cũng có nhiều người bị chấn thương tự nhiên và sau đó nó sinh ra động kinh. Cũng có thể do hậu quả từ bệnh nhiễm trùng não như là viêm não, viêm màng não, u não hay là đột quỵ, ngộ độc vân vân. Có những người cai nghiện ma túy cũng lên sinh động kinh, hay là cai nghiện rượu cũng sinh ra động kinh. Ngoài ra chúng ta đừng quên rằng còn do một yếu tố nữa, đó là yếu tố di truyền. Và có một số cái trường hợp bị động kinh mà khoa học không có tìm ra được nguyên nhân của nó. Vâng, thì đúng là người ta cũng hay nói là, người ta cũng hay hỏi đấy thầy, là trong gia đình mình khi đi bác sĩ đó có ai bị bệnh động kinh không, thì có lẽ là cái yếu tố di truyền cũng là khá quan trọng. Nếu mà nói đến ban đầu mà Đông Huy sẽ nói đó là do nhiều khi là cái sự rối loạn của não bộ, thì mình cũng có thể, mình dân gian mình có thể suy ra được, tại vì cơ thể mình mà nó nóng quá, giống như cái máy nó nóng quá thì nó làm chạm mạch hết. Mà trên đầu não của mình thì cũng giống như là hệ thống điện vậy đó, thì nó sẽ chạm mạch thì nó cũng gây rối loạn. Như vậy thì có thể đó là mình đoán là như vậy là mình cái cách chữa trị thì mình sẽ làm cho hạ nhịp, phải không thưa thầy? Cái điều đó quan trọng, cho nên ông bà xưa của mình ở Việt Nam á, thường thường ta mài cái sừng trâu cho uống. Yeah. Bởi vì theo Đông Y là sừng trâu có tính hàn lạnh, khi mà uống vô cơ thể thì lấy hàn để chế nhiệt. Bởi vì động kinh thường thường là nhiệt nó lên rất là cao, khi mà lấy hàn để chế nhiệt giống như chúng ta để cục nước đá vô cái ly vậy đó, thành ra cái giúp cho cái vấn đề nhiệt lượng nó hạ xuống. Nhưng mà mình lấy cái sừng con trâu có chết không thầy? Không có. Bởi lẽ là thường thường ta lấy sừng trâu là khi nào con trâu nó được làm thịt, hoặc giả con trâu nó chết, ta nói lấy sừng, chứ không lẽ là bây giờ con trâu đang sống mình cứ cái sừng nó ra thì dạ vâng. Nhưng mà thôi thì để cùng mời quý vị với Đông Y Sĩ Cảnh Thiên trình bày một chút về cái đối với cái góc độ của Đông Y thì điều trị ra sao ạ? Đối Đông Y thì cái việc trị liệu động kinh nó đã quen từ mấy ngàn năm nay rồi, thì có những phương thuốc rất là kỳ diệu, nó đơn giản thôi quý vị. Theo Đông Y, khi mà thấy trẻ con lên kinh thì thường thường người ta dùng những phương pháp rất là đơn giản. Thứ nhất là dùng cái lá chua me đất. Thường thường chúng ta thấy cái lá hơi xanh xanh, nó gồm có 4-5 lá, nó mọc ở trong mấy cái chậu kiển đó. Thì thường thường bậc làm cha mẹ khi thấy mà con mình động kinh đó, thì nhảy ra quơ một nắm chua me đất, rồi rửa đi, giã ra, vắt lấy nước cốt chừng nửa chén, cạy răng cho uống, phút chốc là nó yên. Cũng có thể dùng nước cốt chanh nhỏ vào miệng vài giọt cũng hạ được cơn động kinh rất là nhanh. Đây là phương pháp cấp cứu trong lúc mà đang động kinh như vậy. Cũng có phương pháp để chữa bệnh về lâu về dài, thì Đông Y người ta dùng ốc heo một cái
nấu với nửa chén nước, nửa chén rượu cho chín rồi ăn lúc đói. Cứ 3 ngày thì nấu ăn một lần, bệnh 1 năm thì ăn 3 cái, bệnh 2 năm thì ăn 6 cái. Như vậy cứ thế mà tính lên, lâu dần sẽ lành. Đó là cái phương pháp ta dùng não để chữa não. Cái này hấp dẫn, có lẽ là quý vị cũng thích những cái gọi là cái nhỏ nhỏ nhưng mà nó dễ dùng đó thầy. Nhưng mà một cách nhanh đó thì cái lá me chua này với cái lá me mà mình nấu canh giống nhau thế này. Lá me hai cái nó khác nhau bởi vì cây me mà nó mọc ở lên thành cây rất lớn đó thì cái đó gọi là lá me, còn cái này me chua đất nó là loại dây bò. Hai cái khác nhau nhau. Dạ, cái vậy. Thứ hai nữa là cái tính chua thì giống nhau, nhưng thường thường lá me chua có tính năng để làm cho nó chịu cơn động kinh thì nó nhanh hơn là cây me. Dạ. Như vậy thì là cái lá me mà cái ốc heo á là cái đơn vị chính hay là tại rượu hay là vì là rượu với lại cái ốc heo thì nó tạo ra cái chất hạ nhiệt. Thật ra là rượu nó dẫn cái ốc heo đi lên trên não. Chứ khi mà chân lên rồi thì rượu nó bốc hơi, nó còn lại một ít alcohol thì nó dẫn cái ốc heo lên trên não để giúp cho cân bằng được cái não bộ trên đó thì nó giảm cơn động kinh, chứ không phải là rượu là cái nguyên liệu chính để làm cho hết động kinh nha bạn. Dạ, thì đó là cái mình dẫn chứng là ăn gì bộ đó đây, ăn ốc trên bộ ốc. Nhưng mà mình còn một phút ở đây mời thầy cũng trình bày một chút, nếu mà chuyên môn hơn trong đông y á thì có những cái món gì đặc chiêu trong cái chữa trị này. Riêng gì về thuốc đông y thì người ta dùng trần bì, chế bán hạ, chế nam tinh, quốc bì, xài hồ, hương phụ, hoàng cầm, lô hội, đương quy, câu đằng, chích hoàng kỳ, phòng nãng sâm và bạch trực. Nếu trong trường hợp mà nóng trong người mà hai chân co giật và cảm giác lạnh toát mồ hôi thì ta dùng thêm can khương 6 gram và thanh đại 2 gram, sáng uống một ngày một thang. Đây là bài thuốc trị động kinh rất là hay, dùng cho tất cả các hạng tuổi và bất cứ lâu hay mau cũng thì có thể dùng được. Đây là bài thuốc kinh nghiệm của đông y chúng tôi muốn chia sẻ tất cả quý vị khán thính giả. Nhưng mà câu hỏi nhanh này thì thường thì cái này mình phải đi ra nhà thuốc rồi mình mới bóc thuốc, nhưng mà cái lúc mà đang động kinh ngay lúc đó làm sao mà có thuốc uống cho kịp? Nếu trường hợp mà muốn cho nhanh thì quý vị dùng nấm mèo đen đó. Thường thường ở trong nhà nào cũng lấy nấm mèo để nấu canh hết, thì bây giờ chúng ta dùng 15 gram nấm mèo ngâm cho nó mềm, rửa sạch rồi nấu với gạo khoảng 50 gram, nấu cháo trong thời gian ít lâu đó thì lấy cái nước đó pha với chút mật ong cho bệnh nhân ăn lúc còn ngấm, thì đây là cái phương pháp để giải được cái cơn động kinh cũng rất là nhanh trong vòng khoảng 15 phút. Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Khánh Thiên. Kính thưa quý vị, thì vừa rồi là phần trình bày của đồng y sĩ Khánh Thiên với chủ đề là động kinh. Hy vọng là cũng có góp ý cùng quý vị những cái ý kiến hoặc là những cái kiến thức căn bản và cũng giúp ích được trong đời sống của quý vị, và hy vọng là quý vị có được những cái kiến thức để sẵn và mình phản ứng một cách kịp thời và đúng lúc khi mà những cái sự kiện xảy ra, chẳng hạn như là con em hoặc người quen của chúng ta bị bệnh động kinh và mình biết một số những cái nó có lẽ nho nhỏ mà nó giúp ích được ngay lúc đó, chẳng hạn như là ốc heo nấu với rượu, hoặc là nấm lá chua me, hoặc là nấm mèo. Đó là những cái cũng nhỏ nhưng mà rất thực tế và có lẽ rất hữu ích cùng với quý vị đang theo dõi đài. Đến đây thì chúng tôi đã hết giờ. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cảm ơn đồng y sĩ Khánh Thiên. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.